Xin chào quý con đã quay trở lại với công ty Tin Cậy. Thì như quý con đã biết, kiềm đóng một vai trò rất là quan trọng trong ngành nuôi trồng thủy sản của chúng ta, đặc biệt là nuôi tôm. Thì hôm nay Tin Cậy sẽ hướng dẫn cho quý con một cái cách kiểm tra được cái hàm lượng kiềm trong ao tôm của quý con có đạt ở mức cho phép hay không, để ở mức là hợp lý tôm phát triển hay không. Thì hôm nay Tin Cậy sẽ hướng dẫn cho quý con cách sử dụng cái bộ test Sera này để kiểm tra cái hàm lượng kiềm trong ao tôm của mình nha. Thì cái bộ test Sera này thì quý con có thể tìm kiếm được rất dễ ở các đại lý thủy sản, hoặc là bà con có thể liên hệ cho công ty Tin Cậy nha. Công ty Tin Cậy cũng có cung cấp. Thì trong cái bộ test kiềm này, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho chúng ta một cái lọ thủy tinh và một chai thuốc thử. Một lọ thủy tinh để chúng ta đo cái hàm lượng kiềm và một chai thuốc thử. Ngoài ra thì có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Nhưng mà bà con yên tâm nha, Tin Cậy đã cung cấp cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt dán ở đằng sau hộp cho bà con có thể theo dõi và làm theo. Thì đầu tiên bà con cần mở cái nắp lọ thủy tinh và rửa đi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch nha. Ở đây Tin Cậy đã chuẩn bị một lọ nước sạch và một lọ nước ao nuôi tôm. Bà con cứ rửa đi rửa lại một hai lần cho sạch cái ống thủy tinh rồi bà con mới bắt đầu có thể đo được hàm lượng kiềm của mình. Rồi sau khi rửa sạch thì bà con cho 50 lít nước ao tôm vào cái lọ này nè. Thì trên cái lọ này họ đã chia cái vạch cho chúng ta dễ đo được cái mực nước. Chúng ta lấy 50 lít thì chúng ta đổ tới cái mức 50 lít thôi nha. Rồi chúng ta lấy 50 lít nước ao nuôi tôm. Thì sau khi bà con lấy 50 lít nước ao nuôi tôm vào trong cái ống thủy tinh này thì bà con lấy cái lọ thuốc thử, bà con bắt đầu nhỏ từng giọt vào cái lọ thủy tinh nha. Thì với cái cách sử dụng thì bà con sẽ nhỏ từng giọt, bà con đếm số giọt nha. Bà con nhỏ giọt nào thì bà con lắc đều cái ống thủy tinh giọt đấy. Nhỏ giọt đầu tiên bà con lắc thì cái màu nước sẽ ra màu xanh. Thì bà con cứ lắc đều và con tiếp tục nhỏ nhỏ đến khi nào mà nó chuyển sang màu vàng thì bà con ngừng và con đếm số giọt nha. Nãy giờ là em đã nhỏ một giọt, bây giờ em nhỏ tiếp giọt thứ hai, em tiếp tục lách giọt thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9 9 giọt và con nhỏ tiếp nha. 10 giọt đến khi nào nó chuyển sang màu vàng và con dừng. Đó, giờ đến giọt thứ 10 thì bắt đầu nó hơi vàng rồi. Và con nhỏ tiếp một giọt nữa. 11 và con lắc thì nó chuyển sang màu vàng hẳn. Nhưng mà con đã thấy thì cái lọ nước trong lọ thủy tinh đã chuyển sang màu vàng hẳn. Thì nãy giờ mình đã nhỏ được 11 giọt thì bà con lấy 11 giọt nhân với 17.9 thì nó ra xấp xỉ khoảng gần 200 ppm. Đó là cái hàm lượng kiềm trong ao của mình nha bà con. Thì cái cách sử dụng cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng. Bà con có thể kiểm tra cái hàm lượng kiềm trong ao của mình mỗi ngày để nắm bắt nâng hay là hạ kiềm phù hợp với mô hình nuôi tôm của mình để giúp tôm phát triển khỏe mạnh trong cái mùa nuôi của mình nha. Thì sau khi bà con đo và kiểm tra được cái hàm lượng kiềm của mình thì bà con đổ cái nước này đi, rồi bà con rửa sạch lại cái ống thủy tinh này để tiếp tục sử dụng cho lần sau nha. Thì cái bộ test Sera này có thể sử dụng từ 60 đến cho 100 lần kiểm tra. Giá thành rất là rẻ và dễ sử dụng nên bà con có thể tìm kiếm mua và sử dụng để kiểm tra hàm lượng kiềm trong ao tôm của mình để dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hợp lý nha. Thì sau khi rửa sạch thì bà con có thể cất lại trong hộp rồi sử dụng tiếp cho lần sau. Sau khi bà con kiểm tra và biết được cái hàm lượng kiềm của mình nó nằm ở mức cao hay mức thấp thì bà con có thể điều chỉnh cho phù hợp với cái loại hoặc nuôi thủy sản trong ao của mình nha. Ví dụ như ao tôm thì bà con có thể điều chỉnh ở mức phù hợp từ 120 cho tới 180. Thì bà con cũng biết kiềm nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tôm, như là quá trình lột xác của tôm hay là ảnh hưởng đến khí độc hay là tảo trong ao tôm. Thì kiềm nó cũng là một mối liên hệ mật thiết với lại pH. Khi mà kiềm giảm thì pH nó cũng sẽ giảm, mà kiềm tăng thì pH nó cũng sẽ tăng.
nên là pH mà tăng giảm thất thường trong ao tôm thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tôm, nên là con cần phải canh và phải điều chỉnh cho cái kiềm nó ở trong ao nó ở mức hợp lý nhất để cho tôm phát triển đồng đều. Thì nói về tác hại của kiềm giảm và kiềm tăng đi, thì kiềm giảm thì nó sẽ làm dễ làm bùng phát khí độc trong ao tôm như là NO2, H2S hay là NH3. Khi kiềm giảm thì tôm mà trong quá trình lột xác thì cũng khó mà có thể cứng bỏ lại được, nên là bà con lúc mà tôm lột xác á, thì bà con cần nâng cái kiềm của mình lên. Thì bà con cứ kiểm tra hàm lượng kiềm của mình định kỳ mỗi ngày một lần á, thì bà con sẽ an tâm và dễ dàng điều chỉnh cái hàm lượng kiềm của mình. Còn mà khi kiềm tăng quá nhiều vượt mức, như là tăng từ 200 ppm đến 300 ppm đi, thì lúc này pH trong ao rất là cao và cái hàm lượng tảo trong ao sẽ rất là dày đặc và sẽ làm ảnh hưởng cho tới oxy trong ao, giúp cho tôm, làm cho tôm ngạt thở và khó mà phát triển đồng đều được. Thì lúc mà kiềm cao thì bà con cũng cần có biện pháp phải là hạ kiềm để cho tôm nó được ở cái mức ổn định và phát triển đồng đều. Thì hạ kiềm cũng có nhiều cách. Thì những cái cách mà thông thường nhất là, một là thay nước. Nếu mà bà con thay nước không được thì bà con có thể giảm bớt cái mật độ tảo của mình bằng cái cách sử dụng vi sinh đánh vào ban đêm, thì sẽ giảm được cái mật độ tảo. Giảm mật độ tảo thì sẽ làm giảm cái pH của mình xuống. Rồi pH giảm thì kiềm nó sẽ giảm xuống một phần. Hoặc là bà con có thể dọn dẹp vệ sinh ao tôm, ao cá của mình sạch sẽ để cho kiềm nó giảm đi và bà con có thể an tâm cho tôm phát triển. Còn mà bà con muốn tăng kiềm á, thì cái cách đó giờ bà con hay sử dụng là voi. Nhưng mà voi sử dụng nó cũng có mặt lợi và mặt hại. Voi sử dụng xuống ao thì nó cũng làm tăng kiềm, nhưng mà nó sẽ gây nóng cái nước trong ao. Thì tôm tăng nhiệt độ nước trong ao thì tôm nó sẽ bị stress và nó sẽ khó mà phát triển đồng đều được. Thì cái cách mà Tiên Cởi khuyên dùng cho bà con thì bà con nên sử dụng khoáng để bổ sung cho ao tôm để cho tăng cái hàm lượng kiềm, hoặc có thể sử dụng sodium bicarbonate mà Tiên Cởi cũng có cái sản phẩm để giúp cho bà con có thể cải thiện được cái hàm lượng kiềm trong ao, tăng giúp cho kiềm trong ao ở cái ngưỡng mà ổn định để tôm phát triển đồng đều. Với tôm thẻ chân trắng thì bà con nên giữ cái hàm lượng kiềm trong ao từ mức 150 đến 180 để cho khi mà tôm có lột vỏ thì tôm có thể hấp thu được lượng khoáng và có thể cứng vỏ lại nhanh chóng. Bà con lưu ý thì khi mà tôm bắt đầu lột vỏ và cứng vỏ thì hàm lượng kiềm trong ao sẽ giảm, nên là trong giai đoạn đó bà con cần bổ sung khoáng để nâng cao cái hàm lượng kiềm trong ao của mình lên để cho tôm ổn định và có thể nhanh cứng vỏ và phục hồi sức khỏe phát triển bình thường. Thì bà con có thắc mắc gì về khoáng hay là thắc mắc gì về sản phẩm test kiềm này, bà con có thể liên hệ công ty Tiên Cởi hoặc liên hệ em để em tư vấn miễn phí. Và chúc bà con có một mùa vụ thành công. Cảm ơn.